đây là ngôi trường anh đã từng học Khánh ơi. Sở dĩ anh vào trong Khánh Hòa Nha Trang anh học là bởi vì anh thi Hà Nội bị rớt. Hết. Rồi khóc. Quá, em đang chuẩn bị là em khóc luôn á. Xong rồi đứa cuộc anh nói xong cái nó giật cu trong lại anh. Anh nhớ anh Khoa không? Nhớ. Khoa đây là hồi xưa học ở đây. Ngày nào Khoa cũng ăn bánh mì. Anh Khoa anh kể là ngày xưa anh khổ dữ lắm. Đúng rồi, hồi đó anh bán bánh mì, tức là bánh mì thịt được có 8.000 mà bánh mì không là hồi đó có 3.000 thôi. Dạ. Bỏ rau dưa rồi anh bỏ gia vị rồi cho mọi người ăn, sinh viên ăn á. Hồi đó là cũng lấy có 3.000 thôi. Đấy. Anh Khoa đâu? Ủa sao ngồi khóc mình vậy? Nghe anh kể nhân nhớ lại cái thời anh còn học ở đây. Đây là xe bánh mì mà nói chung là nuôi sống không những anh mà tất cả những bạn bè anh chung phòng rồi là sinh viên ở đây á. Ngày xưa là cứ một ổ bánh mì này là 8.000, sau đó là ra mua một ly nước mía 3.000 nữa là 11.000 là có một bữa no. Bây giờ nghe anh kể tự nhiên là mình nhớ lại cái lúc đó đó. Đói bụng quá. Yên tâm đi, ra đây là địa bàn của anh, em đói là anh sẽ để cho em no liền. Đây, bún canh, bánh canh, bánh canh, bún cá, bún sứa, bánh mì, xíu mặn. Quán này là ngon lắm. Mà tại sao anh biết quán này? Thì ngày xưa anh học ở đây mà. Anh ở Hải Dương, anh qua đây anh học chứ. Ừ, cái đó từ từ anh sẽ okay, thích okay, cho okay, vô. Sao dạo đường biển Nha Trang đã không? Đã, nó mát. Em thích cái cảm giác mà gió biển nó thổi vô mình. Đúng. Nhưng mà mì ký ức anh đâu? Nhắm mắt lại em. Sau đó mở mắt ra. Em thấy gì không? Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Cái gì? Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Cái gì? Ngày xưa anh bị bắt lên phường nữa mà. Đó, thằng này mày không nhìn thấy chứ. À đúng rồi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đó là trường gì? Đại học Khánh Hòa. Đây là ngôi trường anh đã từng học Khánh ơi. Trường Đại học Khánh Hòa mà trường gì? Hả? Anh học gì đây? Ngày xưa thì anh thi ngoài Hà Nội không có đậu. Thi diễn viên, sau đó là anh mới đi vào trong này. Anh thấy trường của anh này có ngành diễn viên kịch. Thì anh mới thi thì đậu được. Và vào bắt đầu là anh hành trình đi xa nhà học. Và đây thì ngày xưa anh hay diễn ở đây này. Cái bục này là chào cờ, hay diễn lớp anh là lớp sân khấu mà. Còn đằng kia là phòng học. Ủa, ngày xưa là nhóm anh, lớp anh là có 6 người thôi. Ủa cái lớp là có 6 người? 6 người là ngoài thi mấy lớp? Có một lớp à. Nguyên một ngoài đấy thì còn Nha Trang là có 6 người. Diễn viên dân ca nữa. Rồi nguyên lớp mà đi xin các quán cà phê, các tụ điểm để được diễn kịch miễn phí mà người ta đâu cho đâu. Đó, vừa rồi là em đã dạo quanh một miền ký ức của anh. Bây giờ chương trình mình ẩm thực mà. Anh sẽ dẫn em tới một cái chỗ này. Nếu không có chỗ này á, thì bây giờ chắc anh không còn sống, không còn đứng được ở đây đâu. Ghê vậy? Đi, hai em mình đi. Không còn sống luôn á hả? Ừ. Anh sẽ dẫn em tới một miền ký ức nữa. Một cái quán bánh mì cực kỳ ngon. Đâu? Đây. Cái này là cái xe bánh mì mà anh nói cái quán bánh mì. Anh. Cái này gọi là xe bánh mì. Vậy người ta tuy không có tên nhưng mà anh lấy là tên bánh mì, gọi là bánh mì Thanh Biển. Bánh mì Thanh Biển. Tức là nó gần cái biển ở Nha Trang. Anh nhớ anh Khoa không? Nhớ. Khoa đây là hồi xưa học ở đây. Ngày nào Khoa cũng ăn bánh mì. Anh Khoa anh kể là ngày xưa anh khổ dữ lắm. Đúng rồi, hồi đó anh bán bánh mì, tức là bánh mì thịt được có 8.000 mà bánh mì không là hồi đó có 3.000 thôi. Dạ. Mà bỏ rau dưa rồi anh bỏ gia vị rồi cho mọi người ăn, sinh viên ăn á. Hồi đó là cũng lấy có 3.000 thôi. Đấy. Anh Khoa đâu? Ủa sao ngồi khóc mình vậy? Nghe anh kể nhân nhớ lại cái thời anh còn học ở đây. Đây là xe bánh mì mà nói chung là nuôi sống không những anh mà tất cả những bạn bè anh chung phòng rồi là sinh viên ở đây á. Ngày xưa là cứ một ổ bánh mì này là 8.000, sau đó là ra mua một ly nước mía 3.000 nữa là 11.000 là có một bữa no. Bây giờ nghe anh kể tự nhiên là mình nhớ lại cái lúc đó đó. Thật sự là em là tới Nha Trang này là cái món ăn chương trình hỏi là tới đâu. Thì cái điều đầu tiên em nhớ tới là phải nhớ tới xe bánh mì của anh. Bánh mì dạ. Gọi là bánh mì sinh viên đó mấy em. Dạ. Bây giờ anh Khoa đã thành công rồi, bây giờ em xin anh cho bán cho em một bánh mì 1.500.000 đi. Bán cho em một bánh mì 1.500.000 đi. Mày ăn cái gì 1.500.000 mày, không khí nó đang, anh đang tình cảm nha. Sao vậy anh? Ăn gì bánh mì 1.500.000? Ý là bao nhiêu anh dồn hết cho em, anh dồn hết tất cả những cái gì gọi là gấp đôi ngày xưa cho anh Khoa, anh ăn ánh trước anh ùa về. Tiền bạc thì bao nhiêu không đủ, nhưng mà quan trọng là cái cảm nhận á. Dạ. Cảm nhận của Khoa mà nhớ lại cái hương vị hồi xưa. Dạ. Nhớ lại cái thời mà mình khổ, mình ăn ổ mì mà hồi đó là nó có
có mấy ngàn đồng à. Em nhắc lại lần nữa là bánh mì là Thanh Biển nha mọi người, ở thành phố Nha Trang trên đường gì? Số 8 Đặng Tất. Số 8 Đặng Tất á. Số 8 Đặng Tất. Ủa, ổ bánh mì hiện tại bây giờ anh bán bao nhiêu anh? Là 15.000. 15.000 ổ bánh mì rất là chất lượng nha mọi người. Và anh nói thẳng không chỉ anh đâu mà rất nhiều những ai đã từng học ở Nha Trang, từng học ở chỗ này sẽ nhớ được xe bánh mì này. Dạ, có cho em ớt. Cho một xíu tương ớt nữa chị nha. Gần 10 năm rồi anh mới ăn ở bánh mì đó Khánh ơi. Ừ, 10 năm. Ngon quá mọi người ơi. Ngon ăn nữa không? Mọi người nhìn nè, một ổ bánh mì 15 ngàn mà đơn giản chất lượng. Có trà bông, có chả lụa, có dăm bông. Quan trọng là trứng đánh nó béo lắm. Đây là món mà vương tầm thế giới, bánh mì của Việt Nam. Mấy cháu rồi chị? Hai cháu rồi ạ. Thật sự á, em nghe câu chuyện của anh á, em ăn ổ bánh mì này á, em thật sự em cảm nhận được là cái khoảng thời gian anh Khoa ở đây như thế nào. Tự nhiên giống như là nó là một câu chuyện á anh Khoa. Em ăn mà em nổi da gà luôn á. Mà cái khăn này nó én với da em lại, nó không có nổi lên qua. Không, cổ với mặt của em anh nhìn thấy da gà mà. Ok. Dạ thôi, bây giờ thì tụi em xin phép là tụi em đi khám phá tiếp tại cứ tới một tỉnh là tụi em khám phá ẩm thực văn hóa với tất cả mọi thứ. Giờ thì cảm ơn anh chị nhá. Hôm nay chịu cho em về đây quay ăn lẩu bánh mì này bán cho em. Chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe. Chúc hai cháu học thật là giỏi, ngoan ngoãn. Mỗi lần ra đây em sẽ tới ăn ủng hộ chị một lẩu bánh mì. À, thôi tụi em đi đây. Dạ, chúc chị sức khỏe. À. Dạ. Chào đây, em nha. Chào vâng. Chào mấy em nha. Em chúc anh thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, em đi nha. Dạ. Dạ. Hồi nãy em mới có được ekip bật mí một cái thông tin đó là anh học đại học văn hóa nghệ thuật. Thì em có một câu hỏi cho anh là tại sao anh học ngoài Bắc mà anh vô miền Nam anh học vậy? Đó là một miền ký ức. Thật sự hôm nay gặp tụi em muộn ở chợ, gặp tụi em sớm á, anh đã dẫn Khánh đi về miền ký ức của anh. Nó khóc hết hai bịch khăn giấy luôn. Chương trình cho anh xin một nét nhạc buồn nha. Ok, anh có thể kể lại cho tụi em nghe được không? Tụi em rất là tò mò. Sở dĩ anh vào trong Khánh Hòa Nha Trang anh học là bởi vì anh thi Hà Nội bị rớt. Vì anh thi Hà Nội bị rớt. Hết. Rồi khóc. Khóc. Quá wow, em đang chuẩn bị là em khóc luôn á. Xong rồi đứa cuộc anh nói xong cái nó giật cu trong lại anh. Em không có cái tâm trạng nghiêm túc khi nghe anh kể chuyện. Nghiêm túc lại nè. Dạ rồi em nghiêm túc thôi. Rồi bây giờ coi dầu nóng đi nha. Đây để em kể cho nó câu chuyện. Vậy chưa đâu. Sở dĩ từ Hải Dương anh vào trong Nha Trang anh học. Chưa thấy cũng khóc em. À ok. Dễ nhỏ thế em. Dạ rồi. Ok. Sở dĩ anh từ Hải Dương anh vào trong Nha Trang anh học là bởi vì Phải thi rớt ngoài kia em ơi. Chưa hả? Vậy tâm lý của người ta Khánh. Sorry. Anh đang chỉ nó cách khóc. Sở dĩ anh từ Hải Dương anh vào trong Nha Trang anh học là bởi vì dầu sôi. Trời ơi. Nhỏ lửa đi em. Em nghe lửa lại đi. Em kể em bị nhập tâm quá.